Tây xin chào cả nhà. Hôm nay các bếp miền Tây sẽ làm món cua rang me với đậu hũ xào với bông hành. Bông hành. Nào, bông hẹ. Bông hành, cua. Giờ mần cua nha. Sư bếp mần cua, sư đầu bếp. Cua. Cũng coi chừng đó nghe. Chừng nha. Đây. Té tươi lắm à. À. Mình phải đâm nó ở đây nè. Nó chết, mấy ấy nằm là nó kẹp á. Ủa nó kẹp. Đây, chứ qua đây đây. Quá. Thôi nó kẹp vậy. Bạn đâm sai rồi. Đúng rồi. Ừ, vậy đúng rồi. Hay quá bạn ơi. Cắt xong mình cắt gì? Không, đừng cắt, để về nấu ăn luôn. Không có thấy đăng, tôi người đăng trên mạng á, người ta cột dây này nè. Bự hơn cua nữa. Cua nửa ký, con dây nửa ký. Ờ. Đó. Bây giờ là đại đầu bếp sẽ vào bếp cắt bông hành. Bông hành xào với đậu hũ nha các bạn. Đó. Xào với thịt bò mà ở nhà ngán bò. Nửa à. Nửa à. Ngán bò, xào đậu hũ cho nó có chắc. Gạch nhiều không đại sư đầu bếp? Nhiều à? Này chắc xào đơn giản quá ha ma. Xào rồi đó, xào với nói với tàu hũ thôi, đơn giản rồi đó, dễ ăn nữa. Này anh trai được dùng được luôn. Trai bạn dùng được hết. Yêu cầu tiền bỏ nước mắm mà. Đó. Này dắt xào trước. Xào này trước hay xào cua trước ma? Nào, xào cũng cua cũng đâu có. Nào làm được trước cũng được hết. Ừ, món này hôm nay là cũng rất là nhanh nữa. Ây da, ây da. Đập bẫy luôn không Tú? Không. Cho mà mình dễ ăn. Hay quá, siêu đều biết làm gà, làm cua sao mà gà càng quá. Quá tài bự quá bẻ ra. Đó, mình làm vậy là cho cua nó thấm nha các bạn. Rồi mình cũng dễ ra. Rồi phải đập. Rồi phải cắn rồi rẽ ra. Đúng rồi. Chín. Không. Có sao có lên tiếng kìa. Trời ơi. Đã vậy ta, mắc người vậy ta. Dạ. Dữ vậy. Không đâu biết rồi. Đợi sáng cho vậy. Cua răng me. Trời ơi, chút qua đi. Chút đóng cửa đi đi nha, chín lỗ mà sao chín đi. Chín nguyên ngồi về. Để họ đem giấu kỹ kỹ nha. Nó bay mù nữa thôi. Biết thằng cái bữa lại đó rồi biết. Dạ. Không biết. Có trái rồi. Ơi, sát cây cây. Có cây mít. Sát cây cây quá. Cái mít cây cao. Sát cây cao quá. Ủa, cây cao hồi đó nhớ sau đây mà. Đây nè, đang cây nữa. Ừ, đúng rồi. Này nó có tiền mua lan thì thấy, còn này không có tiền mua. Trống nhiều quá, không có tiền mua thôi. Quê Quảng Ninh mà. Quý làm cái này. Chị làm xuyên qua bên kia luôn. Thành chiếc lờ. Tối chiều tôi ra đây ngủ cái ngon luôn. Ừ, lên trước không còn gì luôn. Cái lên trước nhà không còn gì nữa. Cái lên trước nhà bài mất không còn gì nữa. Bây giờ siêu được bếp Tú sẽ chiên cua sơ thôi nha các bạn. Đừng có chín quá nha. Nó chín quá thì nó bị khô con cua. Không chín quá không cho siêu được bếp. Rồi, chưa chín nó hơi vàng vàng hết ra đi siêu được bếp ơi. Chị biết hôm nay vô biết rồi nha các bạn. Đó, vô mà vô cái này vô túng mùi chiên nữa. Đó, thấy chưa? Tôi mới nói cái câu đó thôi. Đó. Ê, tôi mới nói là mới nay là chiên nè. Chị biết tú nay vô chiên á. Tôi cũng vô ăn ở rồi đó.
ba chị nó cháy rồi đó. Xong rồi, xong hết thì một cái. Còn một kia một lần nữa. Còn con rưỡi cô nữa, mới chiên hai con rưỡi. Ủa tôi gấp ra mà cái tay tôi né chứ nghiêng người ra kia tú. Sợ. Sợ cái gì? Sưa rít mà sợ, tao bằng tay vàng đâu. Hả? Sợ nó ghê. Rồi chiên cái này xong là mình xách lên các bạn. Tú sẽ dần lên. Bây giờ là me mình đã lượt lấy bột me không á nha. Nếu mà me có hạt thì phải lấy hạt ra. Còn cái này là me của mình tách hạt rồi. Cho nên bây giờ nó chỉ còn bột me thôi. Ngâm nước nóng các bạn lấy ra nha. Tú vàng rồi mình đổ me vô. Giờ Tú sẽ làm nước sốt me. Để hồi mình sẽ chiên với con cua. Để bỏ cua vô sốt. Chứ không có chiên nữa. Thì chiên cua nãy đó bỏ vô. Chưa vàng mà khó gì chưa được biết. Mệt. Cái tôi mới chịu. Tôi mệt quá mà. Tôi nói vậy mà cũng phải bắt bẻ từ câu một của tôi nữa. Bỏ thằng này đó nha. Chiên cái này nó mày văng nữa rồi tôi không biết nói làm sao với sữa bếp này luôn ha. Vậy bây giờ mình sẽ bỏ đường. Mà ai muốn ăn ngọt thì bỏ đường nhiều, ai muốn ăn chua thì bỏ đường ít. Đó. Mình bỏ từ từ rồi mình nêm. Chứ đừng có đổ cái ào cho nó ngọt như chè xong không có me đâu bỏ thêm nữa nha. Thì làm thêm nữa. Vậy thôi. Gần chợ thì còn có me mua làm thêm nữa, xa chợ bỏ gì. Rồi ra chợ bán không có me á. Mấy nhà xưa là hồi nào không có me nhà sẵn mà. Tú một ngọt. Tú là Tú ăn một ngọt nhiều. Hồi nào là phải bông ngọt nhiều. Như muối. Chiên mắm không Tú? Mắm hả? Và đặc biệt không thể thiếu nước mắm. Wow, văng rồi Tú ơi. Không có lửa. Chị nãy không có lửa thì nói. Còn giờ lửa nhiều quá thì cũng nói. Dễ quá mà. Nếm thử coi sao được biết. Và ngon quá. Thơm nhiều quá. Thấy chưa? Tại dòm vô máy đâu biết thấy đâu. Thấy nó sạch sạch đâu biết nó kẹo. Thử. Miền Tây thì ăn rất là ngọt nha các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ đổ cua vào. Wow. Chà cho nó thấm cua đi. Chà cho nó thấm cua. Wow. Nó kẹo rồi các bạn ơi. Nó chuẩn bị mình đem xuống mình cho ra dĩa. Có rau sống gì không Tú? Không lót gì. Mình ăn với rau xào rồi nè. Không lót gì hả? Không lót. Nó xào. Trời ơi. Đó mình không đoạn bỏ gạch vô nữa các bạn. Cánh mình cho nó chín. Cho nó béo. Vậy với sốt me. Rồi về bắt xuống nè, bắt thiệt luôn ha. Rồi bây giờ là má sẽ xào bông hành. Bông hành với đậu hũ. Đậu đó, mình sẽ bỏ thử vô chiên sơ trước nha các bạn. Wow, thơm quá. Đây gọi là thịt đường tăng.
mời nấu gạo. Gà làm gì hả? Gà cái mình luộc mình ăn á, với cái chảo á. Gà luộc hả? Ờ, gà luộc xong á, ăn xong xong rồi đó. Rồi, và mình sẽ bỏ bông hành vô. Này mát chỉ sao nổi thôi. Cái này nó nhóc nha các bạn. Cái này là nhóc thiệt à. Nhóc thiệt chứ. Cái này là nhà phải nhóc nha, cái này không nhóc là không chịu à. Hồng mình đi một ngọt muối. Xong hả má? Wow, đó, bây giờ là đun luôn đó các bạn. Miếng bột ngọt, còn một miếng muối. Vậy là xong cái nồi xào của mình rồi đó. Wow. Rồi lấy nắp dung đậy lại một hồi đem ra, nó sệt lét. Ủa không xào hả má, không xào lên hả? Nhà người thì nó xào các bạn, nhà còn nhà mình nó là phải đậy nắp lại cho nó mềm, cho tứ dễ lên. Wow, mềm rồi, xào lên. Đó. Rồi bỏ rau vô. Đó. Giống ngoài tàu quá nha. Cái gì nữa? Giống gì thì giống. Rất tiêu không? Có muốn bắt gì cho nó thơm nhạt á. Thôi mình bắt không biết gì nữa. Bắt sớm gì nữa. Bắt cái sơn gái nữa. Rồi, bây giờ Sibiritu sẽ nhắc luôn. Wow. Rồi, Sibiritu bây giờ sẽ gấp cua ra. Ăn cơm. Ok. Mồi tàn, mồi bén không? Trời. Cua còn sống nha. Nó nhảy rồi. Chết tôi. Wow. Ngất ngây. Giết người không cần gươm đao. Đây. Xào với đậu nó bông hành, mình xào với tàu hũ. Ừ. Ăn cho nó bớt đạm lại. Xa xa, Sư Đồ Biết Tú bây giờ sẽ gấp dĩa hành. Một mình Tú ăn dĩa thôi nha, đừng ăn nhiều nha. Thì không cho Tú ăn cua hả? Thôi. Ăn giảm cân. Nha. Ăn giảm cân đi. Mình làm miếng cơm chấm xào. Chấm gì? Chấm xào. À. Cua mình khỏi làm chấm hả? Trời, cua sốt me mà, nó có sốt rồi mà. Nhầm người ta ăn nước muối tiêu nữa Tú. Ừ. Ừ. Này món nào cũng ngon hết. Rồi, giờ Tú review ăn cua đi. Ủa, kì vậy? Kìa, Tú ăn rau hả? Nè. Vậy thôi ăn rau nha, họ thấy quá quánh thôi, con cua là lần gặp liền nha. Bỏ xuống cái gặp liền nha. Chứ sao? Hả? À. Thì Tú ăn gặp cua thôi nha. Chứ bỏ có tấn đường đóng không ngọt cho được. Ngon hả? Ngon.
nấm sắn luôn. Rồi chú ăn và ăn xả cũng ngon. Từ từ thôi Tú ơi. Hôm nay cơ không ngon hay gì? Cũng ngon, mà không ngon bằng bữa nay. Con dâu cho bà và chồng ăn cái càng cua. Giờ người không biết tắt làm sao ra nè. Nói là đi đãi mà đám này cái lại lẽ chấm bút hoài nút tay hoài.